Một nụ cười luôn hé, tắt máy xuống xe. Ô, đi đâu mà mặt vừa hớn hở thế Nhanh Chí ơi? Nhanh Chí đi mua quà về làm mini game cho các bạn nè. Toàn đồ xinh xẻo thôi nha. Đây này, đây nữa. Quá trời quà như này, chỉ chờ lúc Nhanh Chí đạt 1 triệu subscribe là ship tận tay các bạn luôn. Ngày đó xe không xa xôi. Mini game của Nhanh Chí chuẩn bị gần xong xuôi rồi. Vậy nên các bạn hãy ủng hộ chúng mình bằng cách ấn đăng ký kênh và chia sẻ video đến nhiều bạn biết đến hơn nữa nhé. Ok, giờ thì chúng ta khuấy đảo vũ trụ top top thôi nào. Ây yo, với tinh thần hừng hực khi thế đó, Nhanh Chí gửi tặng bạn 2 điệu nhảy đến từ vị trí Đào Lê Phương Hoa và Xin. Bạn thường yêu thích những điệu nhảy của ai hơn? Lựa chọn thật khó khăn cho những fan cứng ở đây. Cả hai chị đều đẹp đều xinh, thật là khó phải không? Thôi thì mình sẽ chọn cả hai. Còn lựa chọn của riêng bạn là gì? Có thể thoải mái tự do comment xuống bên dưới nhé. Một hình bóng tiếp theo cũng cực kỳ cháy, đang biểu diễn trước mắt chúng ta kìa. Chính là TikToker Cha Đặng, idol của ai đấy nhỉ? Chị ấy đang biến hình nhạc nào? Nhạc 1. Nhạc 2. Hay nhạc 3 đây. Nhạc số 3 chính xác là chuẩn cơm mẹ nấu nhé. Cơ mà các bạn biết Trà Đặng biến hóa thành nhân vật trong game gì không? Mà sao nhìn đẹp thế, rõ là cuốn nữa chứ. Comment khai sáng cho Nhanh Chí với nhá. Xương xương nhiều đó thôi cũng đủ thấy top top có quá nhiều idol đu trend đỉnh của đỉnh phải không nào. Tuy nhiên, một băng nhóm mới nổi sau đây chưa chắc có ai qua mặt được đâu nha. Đó là băng nhóm nào mà đang hot hòn hòn như thế nhỉ? Băng Rồng Xanh hay băng Dính? Tên tên tên, băng Rồng Xanh nhé các bạn ơi! Anh là băng Rồng Xanh, dưới chân dầm hai con kỳ lân. Nào nào, ở đây có bao nhiêu bạn là fan của băng Rồng Xanh thế? Điểm danh xuống bên dưới nhé. Theo dõi băng Rồng Xanh đã lâu, vậy bạn đã biết được đại ca băng nhóm này là ai không? Câu trả lời sẽ có ngay bây giờ. Hỡi các fan cứng dựng đứng ơi, các bạn có nhận ra idol của mình không nhỉ? Ông chủ tiệm cơm tuổi thơ bữa nay không bán đồ nữa đâu mà đã gia nhập giang hồ rồi nha. Ngày xưa nó là đại ca của băng Rồng Xanh á, nhưng mà bây giờ nó hết thời rồi. Ai hết thời? Anh là băng Rồng Xanh. Ôi, nhưng mà ông giang hồ này cứng quá chừng. Hóa ra xưa này bán đồ ăn vặt là phụ, cầm đầu băng Rồng Xanh mới là chính. Khiến fan nào fan ấy đều dành những lời khen hay nhất cho đại ca lớp 1A này đấy. Ôi trời, bạn nào mà nghĩ mấy câu đầu tiên kia quá dễ, đơn giản như đan cái rổ. Vậy thì thử chiến ngay câu hỏi tiếp theo này đi, sẽ khó hơn đấy. Đây là giọng của ai? Lắng nghe thật kỹ nào. Không có nói nhiều, dở hai cái nách lên. Rồi ôi, tôi nói vỗ bạch 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 4-5 cái, tím cái nách luôn. Việt Phương Thoa, Viên VB hay Đặng Thu Hà? Yay! Còn ai trồng khoai đất này ngoài ba chùm nông sản Viên VB mặn mỏi nữa chứ? Không có nói nhiều, dở hai cái nách lên. Rồi ôi, tôi nói vỗ bạch 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 4-5 cái, tím cái nách luôn. Trời ơi, chị tôi dạo này nhan sắc ngày càng thăng hạng, kèo lắm à nha. Chị ấy dạo này rất hay thực hiện những thử thách của fan đấy. Bạn có thử thách nào thú vị không? Comment để chị Viên VB lên thật rực rỡ nhé. Kế đến là một thông tin vô cùng hot trend, bạn đừng bỏ lỡ kẻo thành người tối cổ đấy nhé. Dạo gần đây, nhiều người đã bị choáng, không phải vì sức khỏe họ có vấn đề mà họ bị choáng khi nghe đến một số tiền khổng lồ của phú bà X. Người này đã vi phạm pháp luật và nắm trong tay một số tiền khổng lồ, hơn 1 triệu tỷ đồng. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, số tiền này nhiều đến mức nếu đổi ra mỗi tờ 500k thì nó phải cần đến 40 chiếc xe container mới đựng đủ.
Nếu thay vào đó, chúng ta xếp từng tờ tiền thẳng hàng, thì số tiền này có thể xếp từ mặt đất đến tận mặt trăng và phải vòng đi vòng lại đến 5 lần. Ôi, một số tiền khổng lồ, có khi cả trường bạn xuống vào tiêu một năm cũng không hết nổi chứ. Vậy tại sao bà ấy lại nhiều tiền đến như thế? Dùng nhiều tiền như thế để làm gì nhỉ? Cứ ngỡ là phú bà X sẽ được ăn sung mặc sướng một đời. Ai ngờ đâu tất cả những điều xấu mà bà ấy làm đã bị các chú công an phát hiện. Dù tiền có nhiều đến đâu đi chăng nữa thì nếu làm sai vẫn phải chịu hình phạt của pháp luật mà thôi. Người ta cứ hỏi tiền nhiều để làm gì? Tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng không thể mua được quá khứ sai lầm của bản thân. Vì vậy, chúng ta hãy trở thành những người có đạo đức, một công dân tốt, giữ đúng với câu nói đói cho sạch, rách cho thơm nhé. Quay trở lại vũ trụ Top Top là một tin cảnh báo cho bạn nào hay bị tê tay tê chân nhé. Vì hot trend sau đây có thể khiến bạn phê như con tê tê đấy. Cùng dự đoán với gợi ý đuổi hình bắt chữ này nào. Một, chuẩn bị cháy thôi nào. Em ơi đừng khóc là đáp án chuẩn không cân chỉnh. Trong tiết ra chơi, khi ngồi với cô giáo, mình đã được cô tuyên dương trước lớp chỉ với 5 giây giải câu đố này. Bạn cũng muốn điều đó chứ? Hãy đoán câu hỏi này nhé. Đây là ai? Sao dài mãi được đây tình yêu. An Nhiên Bối Bối, Tiểu Phương Tony TV, Thảo Ly Gãy TV. Ơ, hết giờ rồi. Mê Nước Tương và mê chị Tiểu Phương. Yay! Sao dài mã được đây tình yêu. Dành cả thanh xuân để hít hà drama. Vậy các bạn đã biết chiếc phốt to cha bá bự đến từ một YouTuber nữ tên T trong một clip gần đây chưa? YouTuber T đã đăng tin bóc phốt một sao nhí nổi tiếng và cho rằng người này có thái độ và tính cách không tốt. Mặc dù không nói thẳng tên và hiện nay những clip nói về câu chuyện này của kênh YouTuber T đã bị gỡ bỏ, nhưng cả cư dân mạng ai ai cũng đoán nhân vật đó vì soi ra được bộ phim họ đóng chung. Đến bây giờ, bạn đã lờ mờ biết ra danh tính người bị YouTuber T bóc phốt là ai không nhỉ? Bánh Bao, Bảo Ngọc hay Jenny Huỳnh? Này, bạn có phải là một người bắt trend tốt không đấy? Người dạo gần đây bị déo tên, đó là Bảo Ngọc. Hẳn là ở đây rất nhiều bạn fan của Bảo Ngọc đúng không? Cụ thể vào tối muộn ngày 15 tháng 11, trên kênh TikTok của Bảo Ngọc đăng một clip đính chính sau khi bị nghi ngờ là nhân vật có thái độ không tốt do kênh YouTuber T bóc phốt. Mặc dù bên đó không nói rõ là ai, nhưng rất nhiều người tác tên rồi cho rằng đó là đang nói Bảo Ngọc. Điều này không những làm ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh cũng như danh dự của Bảo Ngọc đấy các bạn ạ. Chính vì thế, Bảo Ngọc đã đăng clip để lên tiếng đính chính lời YouTuber T đó nói là không có căn cứ. Bảo Ngọc sẵn sàng đối chất trực tiếp và sẵn sàng nhờ cơ quan chính quyền vào cuộc đòi lại danh dự. Căng cực luôn. Đúng là trong thế giới idol và những người nổi tiếng không hề dễ dàng một chút nào phải không các bạn? Nếu như bạn đang cô đơn thì hãy lưu ý trend tiếp theo này nhé. Bởi vì chiếc trend này không dành cho người cô đơn đâu. Đó là hot trend thứ nhất. Hay hot trend thứ hai. Đã biết sẽ không thể yêu ai khác ngoài ra. Ê, buồn thật đấy, chắc là hot trend số 2 rồi. Không thể yêu ai khác ngoài ra. Những người cô đơn không biết có lạnh không nhỉ? Hình như mình đang hỏi chính mình thì phải. Thôi hôm nào để nhanh trí sưởi ấm trái tim cùng các bạn đu trend này nhé. Tiếp theo là một thử thách hoàn toàn quen thuộc nhưng khá là khó đoán ra đấy. Đây là bóng dáng của ai đang nhảy cực cháy nhỉ? Rensingo, Hậu Hoàng hay Yến Dương? À, lâu lắm rồi không gặp Rensingo. Trời ơi, cô gái ấy vẫn xinh lung linh như ngày nào. Bạn nào biết tên đầy đủ của Rensingo là gì không? Nhớ comment để nhắc nhanh trí với nhé. Hey, bữa tiệc âm nhạc vẫn còn đó. Điều thú vị còn nhiều ở phía sau. Đừng vội rời đi, nếu không tiếc hủi hụi đó nha. Đây là ai nào? Gương mặt
này chỉ có thể là Oppa Huy Idol mặn mòi thôi nè. Ước gì mình ở gần nhà anh ấy để được hưởng tí mặn mòi từ Oppa nhỏ. Ú là la, chưa hết đâu nha. Chiếc trend sau đây còn hot hòn hòt đến mức xem là muốn lắc lư ngay và luôn rồi nè. Quá đơn giản, các bạn đoán ra là trend gì không? Là trend từ A đến Z đó. Từ A đến Z, Z để anh lo hết, hết. Uầy, cháy thực sự luôn đấy. Bạn thấy bạn nào nhảy đẹp nhất? Comment liền tay nhận ngay trái tim nhé. Ơ, Z đâu nhở? Cho tôi con Z, Phan ơi con Z. Z ở đâu trong bức hình này? Bạn có tìm ra không? Yay, một chữ Z lấp ló ở đây. Tôi là tôi mê chữ Z này dần đều rồi đó nha. Được rồi, nhân vật bí ẩn tiếp theo sẽ là ai 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 đây nhỉ? Tò mò quá đi. Hey, đừng nói là bạn không nhận ra Ngô Đình Nam đó nha. Chà chà, đẹp trai lỗi tại ai? Đã thế lại còn hát hay, nhảy đẹp nữa này. Không chỉ làm TikToker mà gần đây Ngô Đình Nam còn ra mắt với tư cách ca sĩ. Sự nỗ lực cố gắng này có làm các fan thấy tự hào không? Chúc mừng, bạn đúng là hảo hán, đừng rời đi đâu cả. Đây là một bí kíp đặc biệt khiến ba mẹ thấy vui mừng, bắt bạn phải lướt TikTok mỗi ngày đấy. Trong khi đang lướt Learn on TikTok, đột nhiên đập vào mắt chúng ta không phải là một anh trai nào đó, mà là cặp mắt siêu thực có thể lồi lên rồi trở về bình thường. Oh my god, giống phim khoa học viễn tưởng quá. Anh ấy có phải người quái vật không? Phải robot không? Hay người thật nhở? Không phải những gì chúng ta tưởng đâu. Anh ấy là người thật mắc hội chứng thoát vị nhãn cầu đấy. Không biết mắt bị lồi như vậy có đau không nữa. Các bạn ơi, đa số những người bị hội chứng này cảm thấy không đau nhá, vì rượu nhở. Nhưng một số phần nhỏ chia sẻ rằng rất đau. Mỗi lần mắt lồi ra như vậy, đôi mắt giống như đang bị rơi xuống vực thẳm vậy. Ngoài ra còn rất nhiều hội chứng nữa mà cơ thể con người có thể gặp phải. Nếu như bạn hào hứng với chủ đề này, nhớ comment xuống bên dưới hội chứng của con người kỳ lạ để nhanh trí lên video nhé. Còn ngay sau đây sẽ là chiếc trend mà đã lướt top thì không thể bỏ qua. Ít sợi, cứ phải gọi là nhà nhà đá chân, người người đá chân biến hình luôn. Mà cái nhạc này quen, nghe cứ như là sáng ma cho 5.000, chiều ma cho 5.000 nữa là 10.000. Các bạn thấy Nhanh Trí hát nhạc chế như nào? Over hợp luôn phải không? Đừng quên thả like và đăng ký kênh nhé.